Cắt cái gì? Cắt cái nổi không? Mày đánh mẹ lấy máy điện thoại cho đi. Điện thoại đâu rồi? Đã quá, đụng da nó đã quá nè. Giống hệt chó rồi đó. Giống hệt con chó chưa? Đúng rồi, bê phải không? Bê cũng vậy đúng không? Có chứ mẹ. Đúng rồi, mẹ. Đúng rồi. Rồi đó, giờ cắt thôi. Có chứ mẹ. Phải cào. Cái lỗ tai nhâm đắng mẹ có cào vậy không? Phải cào trước khi nó luộc. Cái này giống cần cà. Rồi xong rồi đó. Cái nào nữa? Được á, gì đi. Được á. Cái dĩa đi. Tới đây cháu rớt rồi đi. Cho nó. Nóng quá. Cắt xong này cái chắc chào mẹ cái tay rồi. Cứng quá vậy. Đá mà. Thôi được rồi, bỏ nồi ba đi. Bây giờ mai là mẹ ra sáng sớm mới biết. Trời ơi. Dày không chị? Đủ dày chưa? Dày rồi hả? Đúng rồi. Dày rồi. Dày xong khói rồi. Cứ dày nữa không sao. Dày nữa không khác. Dày nữa ha. Dày miếng nữa ha. Ngọc luôn vàng. Con mài ra. Mài ra cả. Liếc cái mài gì? Rồi đó. Cái liếc đâu? Đây.
Cái liếc đó là sao bạn dao liếc dao rồi. Mình thử rồi. Dao liếc dao bé hơn 2 cây. Đó mẹ bị hụt đó mẹ cao lên. Rồi xếp vô. Chấp hành cho mẹ. Mẹ nhớ xếp thật cho con đi. Trái đâu về chỗ khác nó mới không bị đen.
đúng không? Có gì để che được miệng lọ lại anh ta. Chừng rớt cục hạt nghe cái gì? Trái không nha, chỉ cần không trái thôi. Sao lại bị khét rồi nhỉ? Làm trái hơi nóng không? Hơi nóng rồi. Rửa lại từ cái ăn ra lại ngồi ra đúng rồi. Anh ta bỏ cái gì vô không? Cái này gần ăn được không nè? Anh ta bỏ hết ra. Miếng hạt gì mà không đổ nha. Mốt phải làm là nửa miếng á, nửa tảng bự á. Quay. Rồi, được rồi đó. Bỏ vô nước hết đi. Không quá, không quá.